Một vụ tai nạn đã xảy ra giữa hai xe máy vào khuya ngày 3 tháng 6 trên địa bàn phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, khiến hai người thương vong. Theo đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút, xe máy do một nam thanh niên điều khiển chạy trên đường Lê Thị Trung theo hướng đi đường Mỹ Phước Tân Vạn. Khi xe đến giao lộ với đường Bình Chuẩn 58 thì tông trực diện với xe máy do một người đàn ông cầm lái đang chạy hướng ngược lại. Cú va chạm làm cả hai người ngã xuống đường, trong đó người đàn ông chết tại chỗ, còn nam thanh niên bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhận tin báo, công an thành phố Thuận An đã có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là anh Mai Thành V, 34 tuổi, quê Khánh Hòa. Được biết, anh đi câu cá với bạn, đang trên đường trở về phòng trọ thì gặp nạn.